Chào mừng các em đến với giờ học địa lý lớp 10. Cô giáo là Phan Thị Kim Hương, giáo viên môn địa lý trường Trung học phổ thông Cẩm Khê, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ. Trước khi vào bài, xin mời các em đến với một trò chơi mang tên đuổi hình bắt chữ. Các em đến với bức tranh thứ nhất, cô giáo có hai hình ảnh, một là ngôi trường và một đĩa quả thị. Vậy hai hình ảnh này các em liên tưởng đến cụm từ nào? Rất chính xác, đó là cụm từ thị trường. Xin chúc mừng các em. Với bức tranh thứ hai, các em đến với hình ảnh của thầy giáo môn thực hành hóa học. Với một em học sinh thấy rất mệt mỏi, cảm thấy chán nản, đầu hàng trước cuộc thi đấu. Với hai hình ảnh này, chúng ta hãy liên tưởng đến cụm từ hàng hóa. Xin chúc mừng các em, đây là đáp án chính xác. Với bức tranh thứ ba, chúng ta đến với hai hình ảnh, một chiếc cung tên và một cây cầu thật xinh xắn, nhỏ nhắn. Vậy hai hình ảnh này giúp chúng ta liên tưởng đến cụm từ cung cầu. Đúng rồi, đây là đáp án không thể nào chính xác hơn nữa. Với bức tranh thứ ba, chúng ta có ba hình ảnh tương ứng cụm từ này có ba từ. Các em lưu ý. Hình ảnh thứ nhất là đấu vật với chiếc thang bằng và một bát giá đỗ. Vậy với ba hình ảnh này giúp chúng ta liên tưởng đến cụm từ. Đáp án là vật ngang giá. Rất chính xác, xin chúc mừng các em. Xin chúc mừng các em, trong một thời gian ngắn, các em là người chiến thắng trong cuộc thi đuổi hình bắt chữ. Như vậy, các em vừa nhắc đến cụm từ hàng hóa, thị trường, cung cầu, vật ngang giá. Đó là những cụm từ trong một ngành kinh tế. Ngành kinh tế rất quan trọng, đó là ngành thương mại. Một ngành kinh tế không sản xuất ra của cải vật chất, nhưng được coi là ngành kinh tế trong tương lai của tất cả các đất nước. Bài học ngày hôm nay, cô cùng các em sẽ đến với bài 40, Địa lý ngành thương mại. Bài học hôm nay gồm những nội dung sau. Nội dung thứ nhất, khái niệm về thị trường. Trong phần này, các em cần biết được khái niệm về thị trường, hàng hóa, hiểu được quy luật cung, cầu. Phần thứ hai, ngành thương mại. Trong phần này, các em cần hiểu được vai trò của thương mại, cán cân xuất nhập khẩu, cơ cấu xuất nhập khẩu. Nội dung thứ ba, đặc điểm của thị trường thế giới. Các em cần nắm được những nét khái quát nhất của thị trường thế giới. Chúng ta vào nội dung thứ nhất của bài, một la mã khái niệm về thị trường. Trong phần này, các em cần được ghi một nhỏ khái niệm. Để tìm hiểu về các khái niệm cơ bản, các em quan sát lên màn hình. Tìm hiểu về sơ đồ hoạt động của thị trường. Ở sơ đồ này, các em cần nắm được cho cô giáo khái niệm thị trường là gì, hàng hóa là gì, vật ngang giá là gì. Cô giáo gợi ý như sau. Dựa vào các thông tin trên sơ đồ cùng với chiều hướng hoạt động của mũi tên, các em dễ dàng nhìn thấy được thị trường là nơi gặp gỡ giữa người bán và người mua để trao đổi hàng hóa với nhau. Như vậy, cứ nơi nào diễn ra hoạt động trao đổi hàng hóa giữa người mua và người bán được gọi là thị trường. Ví dụ như một khu chợ hay siêu thị, một trung tâm thương mại và ngày nay còn có sự giao dịch trên online như thị trường chứng khoán. Ở đây các em dễ dàng nhận thấy được hàng hóa là sản phẩm lao động của con người làm ra, trao đổi trên thị trường bao gồm nông sản, rau, củ quả, quần áo, tivi, tủ lạnh. Những sản phẩm này được con người trao đổi với nhau thông qua vật ngang giá. Vậy vật ngang giá chúng ta hiểu là gì? Là thước đo giá trị của hàng hóa và dịch vụ. Trong lịch sử xã hội loài người, con người ta có sự tiến bộ lên. Trước kia chúng ta lấy hàng đổi hàng, lấy vàng, lấy bạc đổi hàng. Nhưng ngày nay, thời đại hiện đại hơn, vật ngang giá trao đổi trên thị trường là tiền. Ở trên thế giới có rất nhiều loại tiền tệ. Các em hãy quan sát lên màn hình để thấy được một số loại tiền tệ thông dụng và có giá trị. Trước hết là tiền đô la Mỹ, tiền bảng Anh, tiền Yên Nhật, tiền Euro, đồng nhân dân tệ. Đối với Việt Nam thì chúng ta sử dụng đồng tiền Việt Nam đồng. Như vậy, trong phần này các em cần hiểu được khái niệm gọn nhất, dễ hiểu nhất về thị trường, hàng hóa, vật ngang giá. Vậy theo các em, thị trường hoạt động theo quy luật nào? Chúng ta cùng nhau sang phần 2 nhỏ, quy luật của thị trường. Các em nhìn lên sơ đồ để thấy được quy luật của thị trường hoạt động, đó là theo quy luật cung cầu. Cô giáo có bài tập như sau.
Ở đây, cung là cung ứng của nhà sản xuất, cầu là nhu cầu tiêu dùng của con người. Vậy với ba trường hợp, khi cung lớn hơn cầu, khi cung nhỏ hơn cầu và khi cung bằng cầu. Câu hỏi đặt ra cho các em như sau. Các em hãy suy nghĩ và bằng kiến thức, kinh nghiệm của bản thân, hãy cho biết trong từng trường hợp như trên thì hàng hóa trên thị trường giá cả như thế nào và ai là người được lợi. Sau một thời gian suy nghĩ, chắc chắn các em đã có câu trả lời. Xin mời các em cùng nhìn vào sơ đồ để phân tích cùng cô giáo. Ở trường hợp thứ nhất, khi cung lớn hơn cầu, nghĩa là hàng hóa rất nhiều, thậm chí còn ế thừa, vậy thì giá cả hàng hóa lúc này rất rẻ và được lợi cho người mua nhưng lại bất lợi cho người bán, làm cho nền kinh tế trở nên đình đốn, kém phát triển. Ở trường hợp thứ hai, khi cung nhỏ hơn cầu, lúc này hàng hóa trên thị trường khan hiếm, giá cả đẩy lên cao, bất lợi cho người mua nhưng được lợi cho người bán, nhà sản xuất thu lại lợi nhuận cao, nền kinh tế phát triển mạnh hơn. Ở trường hợp thứ ba, cung bằng cầu, lúc này trên thị trường hàng hóa được ổn định, người mua, người bán được thoải mái, phải chăng, tìm được mặt hàng mình yêu thích và có lợi cho cả hai. Như vậy, thị trường hoạt động theo quy luật cung cầu nên giá cả trên thị trường luôn biến động. Vậy thì theo các em, để thị trường diễn ra ổn định, liên tục, bình thường, cần phải có hoạt động trung gian nào giữa nhà sản xuất và nhà tiêu dùng? Đó là hoạt động marketing. Các nhà sản xuất có những chương trình quảng cáo giới thiệu sản phẩm của mình, có những chương trình chính sách giảm giá hoặc là ưu đãi, các mặt hàng kèm theo chính là hoạt động marketing để giúp cho người tiêu dùng và nhà sản xuất được ổn định, bình thường giá cả trên thị trường. Như vậy, ở phần 1, các em cần nắm cho cô giáo các khái niệm cơ bản nhất về thị trường, hàng hóa, vật ngang giá. Quan trọng hơn là phải hiểu được quy luật cung và cầu. Như vậy, trong hoạt động của thị trường, thương mại có vai trò vô cùng quan trọng. Nó ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển. Sau đây, cô và các em cùng đến nội dung lớn thứ 2 của bài. Hai la mã, ngành thương mại. Trong phần ngành thương mại, chúng ta sẽ đến với nội dung thứ nhất. Một nhỏ, vai trò và cơ cấu của ngành thương mại. A nhỏ, vai trò. Để hiểu được vai trò của ngành thương mại, cô mời các em quan sát sơ đồ cùng với kiến thức phần một nhỏ trong sách giáo khoa trang 154 để làm rõ vai trò của ngành thương mại. Khi quan sát sơ đồ này, các em lưu ý, nhà sản xuất tạo ra các giá trị vật chất, hàng hóa, thông qua nhà thương mại, phân phối, đem sản phẩm đến người tiêu dùng. Như vậy, thương mại có vai trò đầu tiên, nối liền giữa sản xuất và tiêu dùng. Hay nói cách khác, thương mại được coi là cầu nối giữa sản xuất và tiêu dùng. Phân tích tiếp theo về sơ đồ, các em thấy rằng, khi hàng đến tay người tiêu dùng sử dụng một thời gian, thấy rằng cần phải thay đổi mẫu mã, chất lượng sản phẩm, nảy sinh nhu cầu mới, thì nhà thương mại tiếp thu ý kiến này, chuyển đến nhà sản xuất. Nhà sản xuất có vai trò lúc này lắng nghe ý kiến người tiêu dùng để thay đổi quy trình sản xuất, mở rộng quy mô sản xuất, đặc biệt là công nghệ sản xuất, tạo ra sản phẩm có chất lượng tốt hơn, mẫu mã đẹp hơn và nhờ nhà thương mại đưa sản phẩm này đến người tiêu dùng. Quy trình này cứ diễn ra liên tục bình thường. Điều đó chứng tỏ thương mại có vai trò thứ hai, điều tiết sản xuất, hướng dẫn người tiêu dùng. Qua đó, mô hình chung chúng ta thấy nhờ thương mại giúp cho quá trình trao đổi được mở rộng, thúc đẩy sản xuất hàng hóa phát triển. Cô có ví dụ như sau. Các em quan sát trên màn hình. Ở đây chúng ta nhìn thấy chiếc TV đen trắng được sản xuất vào thập kỷ 80. Khi con người tiêu dùng sử dụng chiếc TV này thấy rằng không hợp lý và cần thay đổi thành TV màu,
nhà sản xuất lắng nghe ý kiến, lập tức thay đổi quy trình sản xuất, thay đổi về công nghệ sản xuất và tạo ra chiếc TV màu đẹp hơn, hình thức đẹp hơn, âm thanh, màu mè được tốt hơn và chất lượng được khẳng định với đến tay người tiêu dùng. Như vậy, ở đây vai trò càng thấy rõ hơn của ngành thương mại, giúp cho quá trình trao đổi vật chất và thúc đẩy hàng hóa phát triển. Nói đến ngành thương mại, các em cần hiểu đến cơ cấu của ngành thương mại gồm những ngành nào. Các em vào phần B nhỏ, cơ cấu ngành thương mại. Xét về phạm vi lãnh thổ thì thương mại được chia thành hai nhóm. Một là nội thương, hai là ngoại thương. Các em cần hiểu như sau. Nội là trong. Vậy nội thương có nhiệm vụ trao đổi hàng hóa dịch vụ trong một nước, từ vùng này đến vùng khác, tỉnh này đến tỉnh khác. Còn ngoại thương, ngoại ở đây là ngoài. Vậy ngoại thương có nhiệm vụ trao đổi hàng hóa dịch vụ giữa các nước với nhau. Ví dụ giữa Việt Nam với Trung Quốc, Việt Nam với Nhật Bản hoặc với các nước khác. Vậy để tìm hiểu sâu hơn về vai trò của nội thương và ngoại thương, cô mời các em quan sát lên sơ đồ. Sơ đồ về vai trò của nội thương và ngoại thương để tìm hiểu cụ thể. Thứ nhất, xét về nội thương, gồm hoạt động bán buôn và bán lẻ. Người bán lẻ cung cấp hàng hóa tiêu dùng, sử dụng hàng ngày cho từng cá nhân trong xã hội. Từ đó, đẩy mạnh chuyên môn hóa sản xuất giữa các vùng miền, góp phần phân công lao động theo lãnh thổ, đồng thời tạo nên một thị trường trong nước thống nhất, hàng hóa đa dạng. Song song với nội thương là hoạt động của ngoại thương, bao gồm xuất khẩu, nhập khẩu. Ở đây các em hiểu, xuất khẩu là hoạt động bán hàng ra nước ngoài, nhập khẩu là hoạt động mua hàng của nước ngoài về. Thông qua hoạt động xuất nhập khẩu giúp tăng nguồn thu ngoại tệ cho đất nước, gắn thị trường trong nước với thị trường thế giới, từ đó tạo động lực mạnh mẽ đến phát triển. Ở đây, cô giáo có một câu hỏi như sau. Vì sao ngoại thương có vai trò tạo động lực mạnh mẽ đến phát triển nền kinh tế? Sở dĩ ngoại thương phát triển giúp cho sản xuất hàng hóa trong nước phát triển, tạo ra hàng hóa để xuất khẩu, thu về nguồn ngoại tệ lớn, đầu tư tái sản xuất, đầu tư cơ sở hạ tầng, các hoạt chi phí phúc lợi, nâng cao chất lượng cuộc sống, góp phần giải quyết việc làm. Từ đó thúc đẩy công nghiệp hóa, hiện đại hóa và quan trọng hơn là chuyển dịch cơ cấu kinh tế của đất nước. Một lần nữa chúng ta khẳng định sự phát triển của ngoại thương là tiền đề cho nền kinh tế phát triển mạnh mẽ hơn. Vậy hoạt động xuất nhập khẩu, chúng ta cần nhắc đến cán cân xuất nhập khẩu, cơ cấu hàng xuất nhập khẩu. Cô giáo mời các em chuyển sang phần 2 nhỏ. Cán cân xuất nhập khẩu, cơ cấu xuất nhập khẩu. Các em vào phần A nhỏ, cán cân xuất nhập khẩu. Các em dựa vào sách giáo khoa phần 2 nhỏ trang 155. Nêu cho cô giáo biết thế nào là cán cân xuất nhập khẩu. Câu hỏi này rất dễ, các em chỉ cần đọc sách giáo khoa, cô tin rằng các em đã có câu trả lời. Cán cân xuất nhập khẩu là quan hệ so sánh giữa giá trị xuất khẩu và giá trị nhập khẩu. Từ đây chúng ta rút ra công thức tính cán cân xuất nhập khẩu. Các em nhìn trên màn hình để nhìn thấy công thức này một cách rõ ràng nhất. Cán cân xuất nhập khẩu được tính bằng xuất khẩu trừ nhập khẩu. Các em hãy đóng khung công thức này lại. Đây là một công thức tính toán rất quan trọng của môn địa lý, sẽ theo sát các em trong chương trình học trung học phổ thông. Ở đây chúng ta thấy có 3 tình huống. Khi xuất khẩu lớn hơn nhập khẩu, được gọi là xuất siêu. Nhập khẩu lớn hơn xuất khẩu, được gọi là nhập siêu. Xuất khẩu bằng nhập khẩu được gọi là cán cân cân bằng. Các em lưu ý như vậy. Vậy khi có một bảng số liệu có giá trị xuất khẩu, giá trị nhập khẩu, các em hãy áp dụng công thức này để làm ra được cán cân xuất nhập khẩu. Ở đây cô giáo có số liệu của nước Việt Nam. Trong 2 tháng đầu năm 2021,
Giá trị xuất khẩu là 48,55 tỷ USD, nhập khẩu là 47,26 tỷ USD. Các em hãy tính cho cô giáo cán cân xuất nhập khẩu. Các em dễ dàng tìm ra được đáp số là 1,29 tỷ USD. Như vậy, với đáp số này thì Việt Nam xuất siêu. Đây là một thông tin rất vui mừng của nước ta, là một thành quả của công cuộc đổi mới. Các em nhìn sang biểu đồ hình cột, thấy giá trị xuất nhập khẩu của nước ta liên tục tăng, đặc biệt là đến năm 2020, giá trị xuất nhập khẩu của nước ta rất cao. Tiếp theo, các em chuyển sang phần B nhỏ, cơ cấu hàng xuất nhập khẩu. Ở phần này, các em hãy sử dụng sách giáo khoa phần 2 nhỏ, trang 155. Các em hãy tìm cho cô giáo các nhóm hàng xuất khẩu và nhập khẩu. Và cùng nhìn lên màn hình, cô giáo có bài tập cho các em như sau. Cô giáo có 4 ô kiến thức cùng với 2 nhóm nước đang phát triển và nhóm nước phát triển. Các em hãy sắp xếp các ô kiến thức này vào vị trí thích hợp nhất. Kết hợp sách giáo khoa để các bạn làm câu hỏi này. Sau một thời gian suy nghĩ, chắc chắn các em đã có câu trả lời. Các em hãy so sánh lại với đáp án của cô giáo. Ở nhóm nước đang phát triển, chúng ta thấy mặt hàng nhập khẩu là máy móc, công nghiệp, nguyên liệu. Ở nhóm nước đang phát triển, mặt hàng xuất khẩu là nông sản, khoáng sản và hàng tiêu dùng. Còn với nhóm nước phát triển, mặt hàng nhập khẩu là nguyên liệu, năng lượng. Mặt hàng xuất khẩu là sản phẩm công nghiệp chế biến. Như vậy, từ sơ đồ này, chúng ta có thể rút ra được nhóm hàng xuất khẩu được phân thành hai loại. Các sản phẩm đã qua chế biến và các sản phẩm chưa qua chế biến. Mặt hàng nhập khẩu cũng phân thành hai loại. Tư liệu sản xuất, máy móc, công nghiệp, nguyên liệu, nhiên liệu và hàng tiêu dùng. Như vậy, một lần nữa chúng ta nhìn lên sơ đồ để khẳng định rằng nhìn vào nhóm hàng xuất nhập khẩu, chúng ta thấy phản ánh trình độ phát triển kinh tế xã hội của một quốc gia. Như vậy, với Việt Nam mình, mặt hàng xuất khẩu chủ lực là gì? Các em hãy quan sát vào sơ đồ của cô giáo. Trước hết, các em nhìn thấy biểu đồ hình cột, kim ngạch xuất nhập khẩu của nước ta. Đó là những mặt hàng về nông lâm thủy sản. Ví dụ như cao su là đứng đầu, thứ hai là hạt điều, thứ ba là cà phê, sau đó đến các sản phẩm như chè, gạo, cá tra. Đó là những sản phẩm chính của Việt Nam được xuất khẩu ra nước ngoài. Vậy nhóm hàng nhập khẩu của Việt Nam là gì? Bao gồm tư liệu sản xuất, máy móc, dây chuyền công nghệ và một số sản phẩm tiêu dùng khác cao cấp hơn để phục vụ nhu cầu đời sống của người dân. Các em hãy dở Atlas trang 24, bản đồ thương mại của Việt Nam. Các em quan sát lên màn hình để thấy được hoạt động thương mại của nước ta diễn ra như thế nào. Trước hết, các em hãy nhìn vào biểu đồ hình cột. Về tổng mức bán buôn bán lẻ của nước ta, thấy giá trị luôn có xu hướng lên cao, nghĩa là tổng mức bán buôn bán lẻ phát triển. Đồng nghĩa với nó, các em nhìn sang bản đồ, nhìn thấy nơi nào có nền kinh tế phát triển mạnh thì hoạt động nội thương diễn ra tấp nập. Ví dụ như ở Hà Nội, vùng đồng bằng sông Hồng, vùng Đông Nam Bộ phải kể đến thành phố Hồ Chí Minh, ở miền Trung cần nhắc đến Đà Nẵng, đó là ba trung tâm thương mại lớn của Việt Nam. Nói đến hoạt động ngoại thương, các em hãy nhìn xuống biểu đồ hình cột về giá trị xuất nhập khẩu của Việt Nam liên tục tăng với các bạn hàng lớn như Nhật Bản, Trung Quốc, Hoa Kỳ, các nước Tây Âu, các nước châu Á, Thái Bình Dương. Tuy nhiên, nhìn vào hoạt động cán cân xuất nhập khẩu, các em thấy đa phần Việt Nam là nhập siêu. Như vậy, tại sao trong cán cân xuất nhập khẩu của nước ta phần lớn là nhập siêu? Đây là một câu hỏi khó, các em cần vận dụng nhiều kiến thức để trả lời. Nhập siêu với Việt Nam vì hai lý do sau. Thứ nhất, nước ta đang trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, cần một nguồn nguyên liệu lớn để mở rộng quy mô sản xuất, đáp ứng nhu cầu công nghiệp hóa. Lý do thứ hai, khi đời sống kinh tế được nâng cao, chất lượng cuộc sống được lên cao, thì nhu cầu tiêu dùng lớn
và cần phải nhập sản phẩm tiêu dùng cao cấp để đáp ứng cho người dân. Các em thấy sự phát triển của thương mại quy định sự phát triển của nền thị trường thế giới. Vậy thị trường thế giới có đặc điểm gì? Cô và các em cùng chuyển sang nội dung lớn thứ 3 của bài Đặc điểm nền kinh tế thị trường thế giới. Ở đây chúng ta quan sát sơ đồ và nhìn lên màn hình để thấy được toàn cầu hóa là xu hướng tất yếu của nền kinh tế thế giới. Nhờ toàn cầu hóa, các nước trên thế giới được liên kết với nhau, trao đổi với nhau về kinh tế, văn hóa, khoa học để thúc đẩy tăng trưởng nền kinh tế, hợp tác đầu tư. Từ đó cho ra đời Tổ chức Thương mại Thế giới là động lực cho các nước phát triển và Việt Nam là thành viên của tổ chức WTO. Từ đó chúng ta thấy giá trị buôn bán của các nước có xu hướng tăng lên, khối lượng buôn bán hàng hóa cũng tăng lên. Các em nhìn vào sơ đồ trên màn hình, hình 40, các em thấy rằng ba khu vực có sự trao đổi hàng hóa lớn là châu Âu, Bắc Mỹ, châu Á và ba trung tâm kinh tế buôn bán lớn nhất thế giới là Hoa Kỳ, Tây Âu và Nhật Bản. Mặt khác, chúng ta thấy toàn cầu hóa đã thúc đẩy tăng cường hợp tác kinh tế, đầu tư cho nước ngoài và các nước có sự liên kết với nhau. Hiện nay, Trung Quốc được coi là điểm sáng của thương mại thế giới. Trung Quốc xứng đáng được coi là công sở của thế giới. Các em nhìn lên màn hình bảng 40.1, một số nước có giá trị xuất nhập khẩu lớn trên thế giới năm 2016. Từ đây các em rút ra được kết luận, các cường quốc về xuất nhập khẩu như Hoa Kỳ, Nhật Bản, Cộng hòa Liên bang Đức, Pháp là những nước có ngoại tệ mạnh. Ở đây chúng ta thấy tổng giá trị xuất nhập khẩu lớn, xuất khẩu, nhập khẩu, từ đó nhìn thấy được cán cân xuất nhập khẩu. Các em dựa vào kiến thức đã học, nhìn cho cô giáo, chỉ cho cô giáo biết nước nào là xuất siêu và nước nào là nhập siêu. Phần việc này các em hãy để về nhà chúng ta thực hiện. Vừa rồi cô cùng các em đã tìm hiểu xong nội dung của bài. Sau bài học này, cô muốn các em khắc ghi cho cô giáo 3 vấn đề. Một là khái niệm về thị trường. Trong phần này, các em cần hiểu được khái niệm thị trường hàng hóa, vật ngang giá, hiểu được quy luật cung cầu. Nội dung thứ hai, ngành thương mại. Trong ngành thương mại, các em cần hiểu được vai trò của thương mại, đặc biệt chú ý cho cô giáo công thức cán cân xuất nhập khẩu. Nội dung thứ ba, đặc điểm của thị trường thế giới, chỉ cần nắm những nét khái quát nhất. Sau đây, cô và các em cùng chuyển sang nội dung luyện tập. Cô giáo sẽ có 7 câu hỏi giúp các em củng cố lại kiến thức của bài học. Các em hãy chuẩn bị giấy bút và máy tính để cùng cô giáo làm bài tập như sau. Câu hỏi số 1, thị trường hoạt động theo quy luật nào? Phần này, câu hỏi này là nhận biết, cho nên đáp án dễ dàng các bạn phát hiện ra. Đó là quy luật cung cầu, đáp án B. Câu hỏi thứ 2, quy luật cung cầu, khi cung lớn hơn cầu thì... Cô giáo có 4 tình huống A, B, C, D. Các em hãy vận dụng kiến thức để tìm ra đáp án. Đáp án của câu hỏi này là A, sản xuất giảm sút, giá cả rẻ. Đến với câu hỏi thứ 3, để nền kinh tế mỗi quốc gia tìm được động lực phát triển mạnh mẽ, cần đẩy mạnh hoạt động nào? Các em vận dụng kiến thức của phần 2 để tìm cho câu trả lời này. Đáp án là B, ngành ngoại thương. Câu thứ tư, ngành thương mại không có vai trò nào sau đây. Các em lưu ý, đây là câu hỏi phủ định, không có vai trò nào sau đây. Vậy đáp án của câu hỏi này là B, tạo ra máy móc cho sản xuất, vì ngành thương mại không tạo ra của cải vật chất. Câu thứ năm, đặc điểm nào sau đây đúng với hoạt động của ngoại thương? Ở đây các em lưu ý, cần nắm được vai trò của ngoại thương để tìm ra câu trả lời. Đáp án của câu hỏi này là C, gắn thị trường trong nước với thị trường thế giới. Câu số 6, cho bảng số liệu giá trị xuất nhập khẩu hàng hóa và dân số của Hoa Kỳ, Nhật Bản năm 2017. Yêu cầu của đề bài như sau. Để so sánh giá trị xuất khẩu hàng hóa của Hoa Kỳ, Trung Quốc, Nhật Bản, biểu đồ nào sau đây là thích hợp nhất?
Đây là dạng bài tập liên quan đến kỹ năng nhận dạng biểu đồ. Các em chú ý đến mục đích của từng loại biểu đồ để chọn đáp án. Mục đích ở đây là so sánh giá trị xuất khẩu, cho nên đáp án hợp lý nhất là biểu đồ cột, đáp án B. Câu số 7. Cho bảng số liệu, giá trị xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa của một số nước năm 2014. Dựa vào bảng số liệu trên, em hãy cho biết trong năm 2014, nước nào sau đây xuất siêu? Bài tập này liên quan đến kỹ năng tính toán, nhận xét bảng số liệu. Các em chú ý, từ xuất siêu nghĩa là các em phải nhớ đến kiến thức về cán cân xuất nhập khẩu. Cô giáo gợi ý bài này có hai cách làm. Cách thứ nhất, các em hãy so sánh giá trị xuất khẩu với giá trị nhập khẩu. Nếu giá trị xuất khẩu lớn hơn nhập khẩu, được gọi là xuất siêu. Cách làm thứ hai, các em hãy dùng máy tính hạ phép tính, lấy giá trị xuất khẩu trừ đi giá trị nhập khẩu. Nếu nước nào ra đáp số dương, nghĩa là xuất siêu. Như vậy, bằng cách làm đó, đáp án của câu hỏi này là A, Trung Quốc, Đức là nước xuất siêu. Cô giáo lưu ý với các em, ở câu số 6 và số 7 là kỹ năng cơ bản của môn địa lý. Tính toán, nhận xét bảng số liệu, nhận dạng biểu đồ sẽ xuyên suốt quá trình học trung học phổ thông, đặc biệt liên quan đến các dạng câu hỏi trong đề thi tốt nghiệp lớp 12. Các em lưu ý làm bài tập để nhớ được cách làm này. Tiếp theo, cô giáo ra bài tập về nhà cho các em như sau. Các em sẽ có hai nhiệm vụ. Nhiệm vụ thứ nhất là vận dụng kiến thức của bài học trả lời câu số 1, số 2 trong sách giáo khoa trang 158. Đặc biệt là làm bài tập 3 trong sách giáo khoa trang 158. Với bài tập 3, cô giáo sẽ hướng dẫn các em. Phần A nhỏ, các em hãy tính bình quân giá trị xuất khẩu trên đầu người. Nghĩa là chúng ta hãy áp dụng công thức lấy giá trị xuất khẩu chia cho dân số ra được đáp số. Phần B nhỏ, các em vẽ biểu đồ hình cột. Thì với kỹ năng biểu đồ hình cột, cô giáo đã dạy các em hãy vận dụng kiến thức để vẽ bài tập này. Phần C nhỏ là nhận xét từ biểu đồ đã vẽ. Nhiệm vụ thứ hai là các em hãy chuẩn bị bài mới, đọc trước bài 41, sách giáo khoa trang 159. Như vậy, vừa qua cô cùng các em đã tìm hiểu xong nội dung của bài 40, địa lý ngành thương mại. Thông qua bài học này với những kiến thức bổ ích, hy vọng các em sẽ học tập tốt môn địa lý. Xin cảm ơn các em đã lắng nghe. Chúc các em học tập tốt.